Sáng ngày 26 tháng 6, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 bước sang ngày thi thứ hai. Buổi sáng từ 7h35 đến 9h35, thí sinh làm tổ hợp bài thi khoa học tự nhiên với tổng thời gian làm bài 150 phút. Buổi chiều từ 14h30 đến 15h30, các em thi môn ngoại ngữ trong 60 phút. Theo đó, thí sinh làm các bài thi khoa học tự nhiên theo thứ tự, vật lý, hóa học và sinh học. Theo công bố của Bộ Giáo dục Đào tạo, thí sinh đăng ký dự thi môn vật lý là 336.423, môn hóa học 340.422, môn sinh học 335.113 thí sinh. Đây là buổi thi có ít thí sinh nhất trong 3 ngày thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Cả nước chỉ có 329.169 thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, chiếm 37,11% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Ghi nhận tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Tân Phong, quận 7, nhiều thí sinh chủ động tự đến trường thi với tâm trạng sẵn sàng. Một số em tranh thủ ôn lại các công thức trước khi vào phòng thi. Kết thúc buổi thi, các thí sinh có chút lo lắng vì đề hóa có một số câu khó nhưng vẫn tự tin với bài làm. Đề thi tương đối vừa sức với học sinh trung bình khá. Dạ, môn hóa, môn sinh thì đối với em là tương đối cũng ok. Không có vận dụng ở ngoài nhiều lắm rồi. Môn hóa thì có mấy câu thì dễ thì dễ thiệt mà có câu thì khó. Câu em làm được thì cỡ 15 câu. Môn sinh nhìn vô là mình hiểu được luôn, mình biết làm. Trong ngày thi thứ hai thì cũng như là ngày thi thứ nhất thì nhìn chung là hội đồng thi đã thực hiện theo đúng các quy định, đúng theo quy trình và tất cả các em thí sinh đi dự thi đều rất là nghiêm túc, rất là cố gắng khi làm bài thi. Số lượng thí sinh tham dự ngày thi thứ hai thì do là môn tổ hợp, thành ra là số lượng của từng cái môn thi thì không có giống nhau. Tuy nhiên là cái số học sinh vắng rất là ít, số thí sinh vắng chỉ vài em thôi. Vào buổi chiều, sau khi hoàn tất bài thi ngoại ngữ, môn thi bắt buộc trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019, tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu, quận Bình Thạnh, các thí sinh cho biết đề tiếng Anh với 50 câu không quá khó, nhiều em dự đoán đạt điểm cao. Tôi nghĩ là đề năm nay cũng khá là hay. Dạ, cái bài đọc hiểu thì nó hơi khó một chút, còn mấy câu kê đấy mình thấy khá là vừa sức, là một đầy đủ rồi. Ngoài trừ phần đọc ra thì có hơi khó tí, nhưng mà mấy phần còn lại thì khá là dễ, khá là vừa sức của tụi em. Cũng trong chiều ngày 26 tháng 6, tại buổi họp báo sau khi kết thúc ngày thi thứ hai kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong buổi thi sáng nay với tổ hợp môn khoa học tự nhiên, có 3 điểm thi xảy ra tình trạng thiếu mã đề thi, gây ảnh hưởng thời gian bắt đầu làm bài của thí sinh. Về điểm này, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhận trách nhiệm trong việc xảy ra sơ suất trong khâu in sao đề thi. Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, sau sự cố này, Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ họp rút kinh nghiệm, không để xảy ra trường hợp tương tự đối với buổi thi sáng mai với 3 môn thi thuộc tổ hợp khoa học xã hội. Bên cạnh đó, ngày thi thứ hai không có trường hợp thí sinh và cán bộ vi phạm quy chế thi.